Đại Cổ Sinh là đại đầu tiên trong liên đại hiển sinh trên trái đất. Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp, với Palao là cổ, còn Zoion là động vật, sinh vật. Đại Cổ Sinh bắt đầu từ khi kết thúc giai đoạn Tiền Cambri, tức là 542 triệu đến 251 triệu năm trước, thời điểm bắt đầu của kỷ Trias trong đại trung sinh Mesozoic trong video tổng hợp kỳ trước. Xin chào các hành khách đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Tôi là cô trưởng Robert. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi xuôi dòng quá khứ cho đến hiện tại, khám phá các thời kỳ của trái đất thông qua video tổng hợp về Đại Cổ Sinh, thế giới trước khi có khủng long có gì. năm trước công nguyên, người Romagnon đã phát minh ra âm lịch, loại lịch đầu tiên trong lịch sử loài người. Nhưng 4 tỷ 500 triệu năm lịch sử hình thành của trái đất là một khoảng thời gian khổng lồ nếu mang đi so với thời gian mà kể từ khi con người biết tính thế nào là một ngày. Nhưng nhờ có sự phát triển của khoa học, đặc biệt là ngành địa chất, con người đã có thể tính toán một cách ước lượng các thời kỳ của trái đất. Chúng ta biết về kỷ Jura hay kỷ Phấn Trắng, như làm sao để gọi là một kỷ và vì sao chúng lại có những cái tên đó. Xin chào các hành khách đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Tôi là cơ trưởng Robert. Hôm nay chúng ta sẽ không đi ngược về quá khứ nữa, mà sẽ xuôi dòng từ quá khứ cho tới hiện tại, khám phá các thời kỳ của trái đất thông qua video Niên đại địa chất là gì. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Niên đại địa chất. Niên đại địa chất là một công cụ quan trọng mà các nhà địa chất học sử dụng trong nghiên cứu. Các khoảng thời gian được đo và đặt vào bối cảnh theo năm thường được biểu diễn bằng các đơn vị như ma, mega, anun, tương đương với triệu năm, và ka, tức kilo anun, tương đương với nghìn năm. Việc xác định niên đại địa chất giúp chúng ta có cái nhìn sâu rộng về quá trình biến đổi của trái đất, đồng thời nó cũng hỗ trợ các nhà khoa học trong việc dự đoán và phân tích các vận động và thay đổi của trái đất trong tương lai. Để xác định niên đại địa chất, người ta thường sử dụng các phương pháp sau đây. Phương pháp phóng xạ, dựa trên tỷ lệ giữa hạt nhân mẹ và hạt nhân con trong mẫu đá. Phương pháp hóa thạch, xác định tuổi đá thông qua hóa thạch của loài chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Người ta còn sử dụng trình tự các lớp đất và đá, xác định tuổi dựa trên vị trí tương đối của lớp đất đá. Lớp trên cùng thường mới hơn lớp dưới. Vì thế, nhờ các phương pháp đó, các nhà khoa học có thể xác định số tuổi của một mẫu xương hóa thạch cách đây hàng triệu năm. Vậy, nhờ vào các niên đại địa chất, các mốc thời gian trong quá khứ xa xôi sẽ được phân chia như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Liên đại là gì? 4 tỷ 543 triệu năm của trái đất được chia thành 4 ion hay liên đại. Đầu tiên là liên đại Hadean, hay còn gọi là liên đại Hỏa Thành, liên đại Thái Viễn Cổ hoặc liên đại Minh Cổ. Liên đại này trải dài từ khi bắt đầu hình thành trái đất và kết thúc vào khoảng 3 tỷ 800 triệu năm trước. Cái tên Hadean được bắt nguồn từ thần Hadi, vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Nguyên do có cái tên ấy là vì nó gợi ra hình ảnh của âm phủ, hoặc là ám chỉ tới các điều kiện trên trái đất vào thời gian đó, một địa ngục rực cháy tồn tại trên đời. Tiếp theo là liên đại Archean hay liên đại Thái Cổ, trải dài từ khi liên đại Hadean kết thúc cho đến khoảng 2 tỷ 500 triệu năm trước. Và vì mặt trời lúc đó tối hơn nhiều so với thời điểm hiện đại, nên nhiệt độ của trái đất lúc đó không nóng như tưởng tượng. Khí quyển chứa lượng oxy ít hơn rất nhiều, và nó chủ yếu được tạo ra bởi sự phân giải nước bởi tia tử ngoại. Chỉ đến cuối giai đoạn Archean, do sự xuất hiện của quá trình quang hợp từ vi khuẩn xanh lam, mà lượng oxy trong không khí bắt đầu tăng lên, mở đường cho sự kiện oxy hóa lớn ở đầu liên đại Proterozoic. Đối với liên đại Proterozoic, hay còn gọi là liên đại nguyên sinh, liên đại kéo dài từ lúc kết thúc liên đại Thái Cổ cho đến 541 triệu năm trước, tức liên đại nguyên sinh tồn tại tới tận hơn 2 tỷ năm tuổi trái đất, một thời kỳ rất rất dài. Đương nhiên là nó cũng sẽ là thời kỳ quan trọng bậc nhất của trái đất khi các dạng sống đầu tiên trở nên đa dạng. Các dạng sống đầu tiên. Ngày nay, việc các động vật ăn lẫn nhau là một điều tự nhiên phải có. Các hệ sinh thái của chúng ta được cấu trúc bởi các mối quan hệ cá lớn nuốt cá bé, như cá voi sát thủ ăn hải cẩu lại ăn mực, và mực ăn các loài nhuyễn thể. Tất cả những động vật đều cần oxy để trích xuất năng lượng từ thức ăn của chúng, nhưng những sự sống đầu tiên trên trái đất trước đây không phải như vậy. Với môi trường không có oxy và chứa nhiều metan, trong phần lớn lịch sử của nó,
trái đất lúc bấy giờ không phải là nơi lý tưởng cho động vật sinh sống. Những dạng sống đầu tiên mà chúng ta biết đến là những vi sinh vật, nhờ vào việc chúng để lại dấu vết về sự hiện diện của mình trong những hóa thạch khoảng 3,7 tỷ năm tuổi. Các dấu vết này bao gồm một loại phân tử carbon được sản xuất bởi sinh vật sống. Bằng chứng về vi sinh vật cũng được bảo tồn trong những cấu trúc cứng được gọi là stromatolite do chúng tạo ra, có niên đại khoảng 3,5 tỷ năm trước. Stromatolite được hình thành từ khi lớp vi sinh vật bám dính vào nhau và kết nối các chất cạn lại. Các khoáng chất kết tụ ở bên trong các lớp này tạo ra những cấu trúc bền vững ngay cả khi vi sinh vật chết đi. Khi vi khuẩn màu xanh lam xuất hiện vào niên đại Thái Cổ, chúng đã tạo ra một sự biến đổi đáng chú ý. Chúng trở thành những sinh vật biết quen hợp đầu tiên của trái đất, lấy thức ăn từ nước và năng lượng từ mặt trời, và kết quả là việc thải ra khí oxy. Và cuối cùng, điều này đã gây ra sự gia tăng đột ngột của nồng độ oxy, khiến môi trường trở nên ít thuận lợi hơn đối với các vi sinh vật khác. Những vi sinh vật không thể sống trong môi trường có nhiều oxy. Sau sự tăng vọt một cách đột ngột lượng oxy, nó ổn định ở mức thấp hơn và tiếp tục ở mức tương đối trong vài tỷ năm sau đó. Tất cả là do vi khuẩn lam đã tự làm tăng rồi làm giảm luôn lượng oxy vì chúng chết và chúng sẽ hòa vào xuống nước. Quá trình phân giải cơ thể của chúng đã giảm nồng độ oxy. Do đó, đại dương vẫn chưa phải là môi trường thích hợp cho hầu hết các hình thức sống cần nhiều oxy. Mặc dù vậy, những vi sinh vật ban đầu này lại không có các tế bào chuyên biệt cần thiết cho một cơ thể phức tạp. Cơ thể động vật ngày nay gồm có nhiều loại tế bào như da, máu hay xương. Các tế bào chứa các bộ phận tiểu bào, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ riêng biệt. Còn các vi sinh vật chỉ là các tế bào đơn lẻ không có các bộ phận tiểu bào và không có nhân để tổng hợp DNA của chúng. Nhưng rồi một cuộc cách mạng đã xảy ra khi các vi sinh vật bắt đầu sống bên trong sinh vật khác, đóng vai trò như các bộ phận tiểu bào cho chúng. Chúng đã tiến hóa để trở thành những mối quan hệ có lợi cho cả hai. Các tiểu bào năng lượng sẽ đóng vai trò chuyển thực phẩm thành năng lượng. Hơn nữa, lần đầu tiên DNA được tổng hợp trong nhân, sinh ra những tế bào phức tạp mới được gọi là tế bào nhân thực, sở hữu các bộ phận chuyên biệt thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt hỗ trợ toàn bộ tế bào. Và từ đó, chúng ta có những động vật đầu tiên ra đời. Vào nửa sau của niên đại nguyên sinh, khoảng 800 triệu năm trước, những cụm tế bào sống cộng sinh với nhau cuối cùng đã trở thành những động vật đầu tiên. Bọt biển là một trong những loài động vật đầu tiên. Lượng oxy ở dưới đại dương vẫn còn thấp so với ngày nay, nhưng bọt biển có thể chịu đựng điều kiện thiếu oxy. Mặc dù giống như các động vật khác, chúng cần oxy để chuyển hóa, nhưng chúng không cần nhiều vì chúng không hoạt động mạnh mẽ. Chúng ăn mà không cần di chuyển, bằng cách lấy các hạt thức ăn từ nước được bơm qua cơ thể của chúng bởi các tế bào chuyên biệt. Sự tiến hóa của những cơ thể phức tạp và đa dạng này sẽ dẫn đến sự phân chia thành nhiều động vật. Từ đó, chúng sẽ phát triển thành nhiều loài khác nhau. Một số yếu tố của bộ gen người và bộ gen DNA hoàn chỉnh của mọi động vật đã và đang hoạt động theo cách tương tự như bộ gen của bọt biển vốn tồn tại từ thời tiền sử. Cơ chế này thúc đẩy sự biểu hiện gen, yếu tố đóng vai trò là chìa khóa của sự đa dạng loài trên thế giới. Kỷ Edikakara. Một liên đại sẽ bao gồm các đại địa chất hay là era. Một đại thường kéo dài từ vài trăm triệu tới một tỷ năm. Trong một đại sẽ gồm nhiều kỷ, tiếng Anh là period hay system, mốc thời gian từ khi kết thúc kỷ Edikakara thuộc đại Neoproterozoic hay đại Tân Nguyên Sinh, cũng là đại địa chất cuối cùng trong liên đại Nguyên Sinh. Toàn bộ mốc thời gian này trở về trước sẽ gọi là giai đoạn tiền Cambri. Khoảng 580 triệu năm trước kỷ Edikakara, ngoại trừ bọt biển đã thêm sự xuất hiện và phát triển của các loài sinh vật khác. Những sinh vật phát triển đa dạng này với cơ thể hình dạng giống như một chiếc lá. Bằng chứng hóa thạch của chúng có thể được tìm thấy trong các tầng đá trầm tích trên khắp thế giới. Những động vật cổ đại này được gọi là quần thể sinh vật Edikakara. Nhóm này dựa trên những hóa thạch sớm nhất từng được phát hiện, cung cấp bằng chứng về các sinh vật đa bào, phức tạp. Trong một mẫu vật hóa thạch của loài Kimberella giống sên, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các phân tử phytosterol được bảo quản trong ruột của sinh vật. Sản phẩm hóa học phytosterol này được tìm thấy trong thực vật, cho thấy nó đã ăn tảo và vi khuẩn từ đáy đại dương. Các nhà cổ sinh vật học cho rằng Kimberella có khả năng là một trong những sinh vật tiên tiến nhất của kỷ Edikakara, khi chúng có miệng, ruột
và tiêu hóa thức ăn giống như động vật hiện đại. Nhưng vào cuối quỷ Ediacara, lượng oxy tăng lên, đạt mức đủ để duy trì các dạng sự sống phụ thuộc vào oxy. Chính các loài bạc biển đầu tiên có thể đã làm tăng nồng độ oxy bằng cách ăn vi khuẩn, loại bỏ chúng khỏi quá trình phân giải. Hóa thạch của một sinh vật tên là Dickinsonia cho thấy nó đã có thể di chuyển dưới đáy biển và ăn hết các lớp vi khuẩn. Cũng chính do sự tiến hóa của các sinh vật đa bào này đã làm thay đổi mạnh mẽ môi trường sống của trái đất, gây ra cuộc tuyệt chủng đầu tiên của trái đất, sự tuyệt chủng Ediacara. Sự tuyệt chủng Ediacara diễn ra vào khoảng 541 triệu năm trước, đánh dấu kết thúc của kỷ Ediacara và bắt đầu cho kỷ Cambri. Sự thay đổi môi trường, sự việc gia tăng lượng oxy trong không khí và nước đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các nhóm động vật mới trong thời kỳ Cambri và đồng thời tạo ra một môi trường mới áp đặt lên những sinh vật Ediacara, khiến chúng không thích nghi được và khoảng 80% động vật thời kỳ này bị tuyệt chủng. Đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho các động vật phức tạp hơn. Chúng bắt đầu sinh sôi và tiến hóa để tạo ra thế giới ngày nay. Sau hơn 4 tỷ năm đầu tiên, trái đất đã trải qua 3 liên đại, đã có những sự sống đầu tiên, nhưng thế là quá ít và chưa đáng kể. Hành tinh sẽ luôn thay đổi và vì thế sự sống cũng sẽ thay đổi theo, bằng cách này hay cách khác. Với việc kết thúc liên đại nguyên sinh là việc xuất hiện những sinh vật cấp cao hơn trước, nó đã mở ra một liên đại mới, một liên đại của sự sống, liên đại hiển sinh. Để đánh dấu cho sự bắt đầu của liên đại mà chúng ta đang sinh sống, một vụ nổ đã xảy ra. Sự bùng nổ sự sống kỷ Cambri. Xin chào các hành khách đã quay trở lại với Mấy Thời Gian. Tôi là cơ trưởng Robert. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi xuôi dòng quá khứ cho đến hiện đại, khám phá các thời kỳ của trái đất thông qua video kỷ Ordovic. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Sự bùng nổ sự sống Cambri. Sự bùng nổ kỷ Cambri là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa động vật. Sự kiện này xảy ra vào khoảng 541 triệu năm trước và kéo dài trong vòng khoảng 20 đến 25 triệu năm. Trong thời gian này, số lượng và đa dạng của các loài động vật tăng lên một cách đột ngột. Nhiều nhóm các loài có cùng đặc điểm cơ bản và nhiều loài sinh vật thời này đã xuất hiện từ sự bùng nổ sự sống này. Trước sự bùng nổ Cambri, phần lớn sinh vật sống trên trái đất là đơn bào hoặc đa bào rất đơn giản. Còn sau sự bùng nổ này, hầu hết các dạng cơ thể phức tạp đã hiện hữu, từ động vật có xương sống cho đến động vật không xương sống như động vật chân khớp và động vật nguyên sinh. Nguyên nhân của sự bùng nổ này là do sự thay đổi trong môi trường như việc tăng lượng oxy trong đại dương và khí quyển, sự xuất hiện của các loài mới trong quá trình tiến hóa như các gen kiểm soát phát triển. Sự xuất hiện của các quan hệ thức ăn mới khiến cho áp lực tiến hóa tăng lên. Dù nguyên nhân nào đi nữa, sự bùng nổ số lượng loài thuộc kỷ Cambri vẫn là một trong những điểm quy mạch lớn nhất của sự phát triển sinh học và đã định hình sự đa dạng của cuộc sống trên trái đất trong hàng trăm triệu năm về sau. Điều kiện tự nhiên. Khác với ba liên đại đầu tiên, ở liên đại Phanerozoic hay liên đại hiển sinh, thì các đại và kỷ được phân chia với mức độ dày đặc hơn nhiều. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do sự thay đổi môi trường sống đột ngột và liên tục của trái đất xảy ra nhiều hơn, đã gây các cuộc tuyệt chủng lớn chưa từng thấy trước đó. Khởi đầu cho liên đại hiển sinh là sự bùng nổ sự sống trong kỷ Cambri. Sự bùng nổ này đã bị chấm dứt bởi một đợt tuyệt chủng nhỏ, đánh dấu cho sự kết thúc của kỷ Cambri vào 485 triệu năm trước, mở ra một thời kỳ mới, kỷ Ordovic. Kỷ Ordovic được đặt tên theo tên gọi của một bộ lạc người đã từng sinh sống tại vùng đất thuộc xứ Wales ngày nay. Nó được Charles Lapwell đưa ra năm 1879 để giải quyết các tranh cãi giữa những người theo trường phái của Adam Sedgwick và những người theo trường phái của Roderick Murchison. Hai người này đã xếp đặt cùng các tầng đá ở miền Bắc Wales vào các kỷ Cambri và Silur. Lapwell nhận ra rằng các hóa thạch động vật trong các địa tầng đang tranh cãi khi đó là khác hẳn với các hóa thạch tại các địa tầng thuộc kỷ Cambri cũng như thuộc kỷ Silur, và ông cho rằng chúng phải được xếp đặt lại trong một kỷ riêng dành cho chính chúng. Đại địa chất đầu tiên trong liên đại hiển sinh là đại cổ sinh Paleozoic, kéo dài từ đầu kỷ Cambri đến cuối kỷ Permi. Đặc trưng của đại cổ sinh là việc mực nước biển của trái đất rất cao,
Trong phần lớn đại địa chất này, hầu hết các lục địa đều nằm dưới mực nước biển, do đó thường xuyên bị ngập lụt. Lúc bấy giờ, phần lớn lục địa Bắc Mỹ đều bị phủ kín bởi nước. Nhờ vậy, nhiều hóa thạch giai đoạn tiền Cambri đã được các lớp đất ngập nước này bảo quản tốt cho đến ngày nay. Trong kỷ Ordovic, các biến động của mạng kiến tạo khiến các lục địa hợp nhất thành siêu lục địa được biết đến với tên Gondwana. Siêu lục địa này được hình thành từ lục địa châu Phi, Nam Mỹ, Úc và Nam Cực. Sau khi hợp nhất thành một khối lục địa duy nhất, siêu lục địa này mới dần dần trôi về phía nam trong suốt kỷ Ordovic cho đến khi đạt đến cực nam. Cùng thời điểm đó, phần lục địa về sau trở thành Bắc Mỹ cũng bắt đầu hình thành và kết hợp với các mảnh đất khác tạo nên lục địa Laurentia. Lục địa này nằm ở xích đạo và được phân tách khỏi Gondwana bởi một đại dương nhỏ tên là Iapetus. Ban đầu, khí hậu biến đổi giữa các giai đoạn có điều kiện ấm và thời kỳ lạnh định kỳ. Nhiệt độ không khí trung bình tại xích đạo lúc này là khoảng 48 độ C, nhiệt độ biển là 45 độ C. Hàm lượng cao khí carbon dioxide vào thời điểm đó có thể là nguyên nhân khiến nhiệt độ cao đến vậy. Điều này đã gây ra sự chậm trễ cho sự phát triển về mặt đa dạng hóa sinh vật vào đầu kỷ Ordovic. Tuy nhiên, nhờ các lục địa lúc này tập trung nhiều ở phía nam nên đã hình thành nên những mảng băng khổng lồ. Điều này đã giúp cho nhiệt độ của hành tinh giảm đáng kể. Động thực vật. Trong thời kỳ Ordovic, đa số sự sống tồn tại là các loài sống dưới nước, chủ yếu là trong môi trường biển. Cuộc sống biển trong thời kỳ Ordovic vẫn tăng gấp 4 lần. Các sinh vật sống trong thời kỳ này bao gồm ngành tay cuộn, Brachiopoda, san hô, động vật hình rêu, Bryozoa, ngành chân bụng, Gastropoda và thực vật không mạch như rêu cũng bắt đầu xuất hiện. Các loài mực ống là động vật ăn thịt chủ yếu trong thời kỳ này. Họ hàng hiện đại của chúng là mực và bạch tuộc. Một trong những loài phổ biến nhất là loài Orthoceras, một sinh vật kỳ lạ với đôi chân mọc ra từ đầu của nó, có cả loài tay cuộn, Brachiopoda, có vỏ đối xứng hai bên. Các loài không xương sống khác sống trong vùng nước kỷ Ordovic bao gồm các loài bọt biển, san hô và những loài cá đầu tiên. Các loài cá sống trong thời kỳ này nhỏ và không có hàm, được gọi là Agnatha, tức cá không hàm. Chúng ăn các chất hữu cơ trên đáy biển bằng cách hút và lọc. Chúng có các vỏ bảo vệ nhỏ trên phần nước của cơ thể mình. Một ví dụ về loài cá trong thời kỳ Ordovic là cá bọc giáp Ostracodon. Các hậu duệ của những loài cá này có vỏ giáp và tồn tại ngày nay là cá mút đá và cá mù. Ngành da gai Echinodon đạt đến độ đa dạng cao nhất của mình. Chúng tồn tại đến tận 20 lớp trong kỳ Ordovic. Hệ biển Rhinoid là loài phổ biến nhất trong thời kỳ này. Chúng trông giống như các loài thực vật có râu bám vào đáy đại dương bằng cánh của mình, trong khi xúc tu của chúng nổi lên bền trong nước. Còn sự sống trên cạn trong kỷ Ordovic chủ yếu tập trung ở các loài thực vật không mạch như rêu và dương sĩ, với đặc điểm chung là thiếu hệ thống mạch vận chuyển nước và chất dinh dưỡng. Điều này có thể coi là sự thử nghiệm đầu tiên trong việc tiến hóa của thực vật trên cạn, một bước đi tích cực mặc dù chưa đầy đủ. Đáng chú ý là sự hiện diện của các loài vi tảo xanh và nấm. Các dạng sống đơn giản này đã tạo nên lớp phủ địa y đầu tiên trên mặt đất. Những đồng minh tự nhiên này có thể coi là những kiến trúc sư đầu tiên của sự sống trên cạn, đặt nền móng cho sự đa dạng sinh học và phức tạp hóa của các kỷ sau. Dù các dạng sống trên cạn này có vẻ khiêm tốn so với sự phong phú và đa dạng của các hệ thống sinh thái hiện đại, chúng đã mở ra một kỷ nguyên cho sự sống trên cạn, một kỷ nguyên nơi các loài thực vật và động vật bắt đầu chiếm lĩnh và thích nghi với môi trường mới mẻ và khắc nghiệt này. Vì vậy, kỷ Ordovic không chỉ đánh dấu một thời kỳ tiến hóa đáng kể dưới nước, mà còn là giai đoạn đặt nền tảng cho sự phát triển và đa dạng hóa của sự sống tiến bộ hơn mà ở nước không thể vươn tới được. Siêu tuyệt chủng Ordovic và Silur. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Ordovic và đầu kỷ Silur là một sự kiện quan trọng trong lịch sử địa chất, diễn ra từ khoảng 445,2 triệu đến 440 triệu năm trước. Sự kiện này đã tiêu diệt ước tính 85% các loài sống trong kỷ Ordovic. Về mức độ nghiêm trọng theo tỷ lệ các họ động vật sống trong môi trường nước bị ảnh hưởng, chỉ sau cuộc tuyệt chủng giữa kỷ Permi và kỷ Trias khoảng 251 triệu năm trước. Và vì thế, cuộc tuyệt chủng này còn nghiêm trọng gần gấp đôi so với sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng diễn ra vào khoảng 66 triệu năm trước, một cuộc tuyệt chủng nổi tiếng vì đã chấm dứt sự tồn tại của các loài khủng long. Một trong những nguyên nhân chính được cho là sự di chuyển của lục địa Gondwana đến phía cực nam của trái đất. Sự di chuyển này đã tạo ra các tảng băng lớn, dẫn đến sự giảm mực nước biển và thay đổi các dòng hải lưu,
Hậu quả của việc này là việc tiêu diệt các môi trường sống đặc trưng và đa dạng như các biển nội lục địa, làm giảm sự phong phú các loài sống trong đó. Ngoài ra, việc giảm lượng khí CO2 trong không khí do sự xói mòn của các loài silicat có thể đã gây ra sự làm lạnh toàn cầu. Việc này cũng có thể đóng góp vào cuộc tuyệt chủng bằng cách làm thay đổi thành phần nước và môi trường sống. Khi trái đất trở nên lạnh đi, sẽ gây ra việc giảm mực nước biển, khiến các biển lớn nằm trên các lục địa sẽ bị cạn đi. Băng hóa đã giam giữ nước khỏi các đại dương, nhưng các giai đoạn giữa các kỷ băng hà lại làm tan băng. Điều này trở thành một chu kỳ làm cho mực nước biển giảm xuống, rồi lên lặp lại theo thời gian. Các biển nông rộng lớn và cận lục địa trong kỷ Ordovic bị trút xuống và làm chết nhiều loài. Sau đó, nó lại trở lại và mang theo các quần thể sinh vật đó nhưng ít đa dạng hơn. Sau đó lại rút xuống một lần nữa với nhịp mới khi băng hà đến, rồi giết chết các loài đó và mất sự đa dạng sinh học. Và đó là câu chuyện về quá trình hình thành và kết thúc của kỷ Ordovic trải qua hàng triệu năm với những thay đổi địa chất và sinh học đáng kinh ngạc. Kỷ Ordovic không chỉ đánh dấu sự xuất hiện và phát triển của nhiều nhóm sinh vật quan trọng, mà còn là nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tuyệt chủng và sự phục hồi của hệ thống sinh thái. Nó giống như một cầu nối giữa quá khứ hoang sơ và tương lai đầy hứa hẹn của trái đất, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho các động vật cao cấp hơn, ngành động vật có xương sống. Trong một bài báo vào năm 2018 được đăng trên tạp chí Sinh học Vũ trụ Quốc tế, trong đó tác giả đã thảo luận một giả thuyết nói về việc có thể đã có các nền văn minh công nghiệp cổ đại từng tồn tại trên trái đất trước cả con người từ rất lâu về trước. Các nhà thiên văn học đã tưởng tượng ra một nền văn minh tiên tiến trước khi con người xuất hiện và suy nghĩ liệu có thể phát hiện ra một nền văn minh công nghiệp trong hồ sơ địa chất. Và họ gọi đó là giả thuyết Silurian, dựa trên người Silurian là chủng người bò sát xuất hiện trong series phim nổi tiếng Doctor Who. Nhưng khoan đã, hôm nay chúng ta sẽ không nói về người Silurian hay phim Doctor Who trong video này. Chào mừng các hành khách đang quay trở lại với Mấy Thời Gian. Tôi là Robert. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi qua các thời kỳ của trái đất. Ngày hôm nay sẽ là kỷ Siluria hay là kỷ Silur. Kênh Mấy Thời Gian đã chính thức mở gói hội viên dành cho những bạn ủng hộ kênh. Điều này góp phần tạo cho đội ngũ của Mấy Thời Gian có thêm động lực để phát triển cho kênh YouTube và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Khảo cổ học. Hệ thống địa tầng kỷ Silur đã được định danh bởi nhà địa chất người Scotland Roderick Murchison khi ông nghiên cứu các tầng đá trầm tích chứa hóa thạch ở miền Nam Wales vào những năm 1830. Cảm hứng tên gọi của kỷ này là dựa theo một bộ lạc người Celt cổ xưa ở Wales, người Silur. Vì đặt tên này là nghe lời khuyên từ bạn ông là Adam Sedgwick, người trước đó đã đặt tên cho kỷ Cambry. Tuy nhiên, sự khám phá này nhanh chóng dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong giới khoa học khi người ta phát hiện ra rằng kỷ Silur mà Murchison xác định lại va chồng chéo với kỷ Cambry mà Sedgwick đã nghiên cứu. Điều này không chỉ gây ra những tranh cãi sôi nổi giữa hai nhà khoa học mà còn đẩy mối quan hệ tình bạn giữa họ vào tình trạng căng thẳng khi cả hai không xác định được những tầng đá giữa kỷ Cambry và kỷ Silur sẽ thuộc vào kỷ nào. Cứu cánh cho vấn đề này chính là công trình của Charlie Blackwood, một nhà địa chất học người Anh. Ông đã đề xuất một giải pháp là những tầng đá mà hai nhà khoa học trước đó đang tranh chấp sẽ được xác định thành một hệ địa tầng hoàn toàn mới gọi là kỷ Ordovic. Kết quả là không chỉ giải quyết được mâu thuẫn giữa Murchison và Sedgwick mà còn đặt nền móng cho hệ thống phân loại địa tầng hiện đại mà chúng ta biết đến ngày nay. Kể từ đó, những hiểu biết về kỷ Cambry và kỷ Silur nằm cạnh nhau không còn nữa. Điều kiện tự nhiên. Kỷ Silur là kỷ thứ 3 của đại cổ sinh, bắt đầu sau khi kỷ Ordovic kết thúc cách đây khoảng 443 triệu 800 nghìn năm trước và kết thúc vào khoảng 419 triệu 200 nghìn năm. Trong phần lớn kỷ Silur, trái đất lúc này được đại dương rộng lớn bao phủ các phần khu vực gần cực bắc, còn siêu lục địa Gondwana kéo dài khắp nam bán cầu và ở quanh xích đạo là một chuỗi 6 tiểu lục địa. Những tiểu lục địa này gồm Bắc Mỹ, Na Uy, Đông Âu, Siberia và một phần Kazakhstan và Trung Quốc hiện nay. Vào kỷ Silur, các lục địa có độ cao thấp
kết hợp với mực nước biển toàn cầu cao hơn nhiều so với hiện đại đã khiến cho các khu vực lục địa rộng lớn bị ngập nước dưới mực nước biển từ nông vài mét cho đến độ hơn 100 mét. Trong kỷ Silua không xảy ra hoạt động núi lửa đáng chú ý. Thay vào đó, giai đoạn này chứng kiến những quá trình hình thành các núi lớn Orogenic tại Bắc Mỹ và châu Âu, dẫn đến sự ra đời của các dãy núi ở khu vực đó. Sự kiện địa chất này được gọi là kiến tạo sơn Caledonia. Sự va chạm của ba lục địa nhỏ trong kỷ Silua tạo nên các ngọn đồi và dãy núi mà chúng ta thấy ở Bắc Âu, quần đảo Anh và Bắc Mỹ ngày nay. Vào kỷ Ordovic, những khối băng khổng lồ được hình thành do nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Ngược lại thì kỷ Silua là có nhiệt độ ấm dần cho đến kỷ Devon, nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn khá cao. Cụ thể của biển là hơn 43 độ C và nhiệt độ không khí là hơn 48 độ C. Điều này đã gây ra sự kết thúc thời kỳ băng hà cực đoan của kỷ Ordovic. Các tảng băng khổng lồ hình thành trong giai đoạn này bắt đầu tan chảy. Vì lý do này mà mực nước biển của các biển lớn bắt đầu dần đáng kể. Việc mực nước biển tăng đã tạo điều kiện phát triển cho hệ sinh thái dưới nước, tạo ra sự hình thành của những môi trường sống biển mới và phồn thịnh hơn các kỷ trước. Có thể thấy toàn bộ hành tinh được chia thành hai nửa rõ rệt, với nửa trên là một đại dương rộng lớn bao phủ phần bắc bán cầu và nửa dưới là một khu vực các lục địa ở nam bán cầu. Chính vì thế, vị trí của các lục địa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến khí hậu của kỷ Silua. Trái đất sau đó rơi vào một giai đoạn nóng lên với nồng độ CO2 cao kéo dài suốt kỷ Silua. Các tảng băng tan dần và chỉ ở cực nam của hành tinh mới có băng. Đến giữa kỷ Silua, chúng gần như biến mất hoàn toàn. Các loài mới. Do mực nước biển toàn cầu dâng lên do băng tan, cho nên thay vì diễn ra trên mặt đất thì hầu hết các sự tiến hóa đều diễn ra dưới nước. Dù các sinh vật trên mặt đất phát triển không bằng ở dưới nước, các sinh vật trên lục địa vẫn đạt được những dấu ấn to lớn, như việc những khu rừng đầu tiên trên trái đất đã bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn này. Chúng được tạo nên từ các loài dương sĩ. Chúng hình thành dọc theo những dòng suối và hồ nước thưa thớt của thời kỳ này. Địa y là những thực vật quang hợp đầu tiên mọc trên bờ biển trải dài đầy đá của kỷ Silua. Theo thời gian, từ những loài rêu đơn giản đã có từ kỷ Ordovic, thì các loại thực vật không mạch mới như rêu sừng và rêu tản cũng bắt đầu xuất hiện. Kỷ Silua đánh dấu cho sự xuất hiện đầu tiên của các thực vật có mạch trên cạn như Cupsonia và Barracuanaria thuộc ngành thạch tùng. Những thực vật kỷ này tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng chúng lại sở hữu hệ thống vận chuyển nước và chất dinh dưỡng rất phát triển. Chính là những thực vật có mạch này là nền tảng cho sự phát triển của các thực vật bậc cao ngày nay. Từ những khu rừng nguyên sơ và nhỏ bé này, rồi sẽ mở đường cho sự tiến hóa của sự sống trên cạn về sau. Động vật. Chính vì khí hậu thay đổi nên các tầng đá kỷ Silua có được một bộ sưu tập hóa thạch lục địa đầy thú vị hơn nhiều các kỷ trước. Dù các nhà khoa học đã tìm thấy các hóa thạch về các động vật trên cạn từ kỷ Ordovic trước đó, nhưng chúng lại không được nguyên vẹn và đầy đủ như các hóa thạch thuộc kỷ Silua. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra các bằng chứng hóa thạch trực tiếp của các loài giun và bò cạp đầu tiên sống trên cạn vào kỷ Silua. Thêm vào đó, các loài côn trùng lục địa nguyên thủy cũng đã xuất hiện trong giai đoạn này. Chúng sẽ là những ngọn cờ tiên phong cho một cách mạng trong hàng triệu năm sau khi nhiều động vật sẽ tìm cách rời khỏi đại dương và sinh tồn trên cạn. Biển Silurian là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sinh học. Một số loài từ Ordovic vẫn tiến hóa đáng kể và tăng về số lượng trong giai đoạn này. Đặc biệt nhất về sự tiến hóa trong giai đoạn này là sự xuất hiện của các loài cá có hàm, như các loài cá không giáp Burkonia và lớp cá xương Andriolepis. Đây là một bước tiến quan trọng cho loài động vật có xương sống. Các loài cá cổ đại của kỷ Silua có thể truy đuổi con mồi và tự vệ trước kẻ thù do sự phát triển của bộ hàm và răng. Cuộc cạnh tranh này đã trở thành động lực chính trong sự tiến hóa của các loài động vật có xương sống sau này. Khi các loài săn mồi tiến hóa thì con mồi của chúng cũng sẽ phát triển một loạt biện pháp tự vệ để sinh tồn. Hơn nữa, loài Saurolepis, loài cá vây thùy đầu tiên được phát hiện, sống trong kỷ Silua, được coi là tổ tiên của các loài động vật di chuyển bằng bốn chân, Theropod sau này. Đặc biệt, hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Vân Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam ngày nay. Dù Việt Nam vẫn chưa tìm được hóa thạch khủng long nào, nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào rằng đã tìm được hóa thạch cụ tổ của các loài trên cạn, kể cả khủng long.
kết thúc kỳ Silo. Vì nước biển ấm dần sau một thời kỳ băng hà kéo dài ở kỳ Ordovic, thì cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Silur được xem là một cuộc tuyệt chủng bản lề, khi nó chỉ chấm dứt những sinh vật nhỏ không quen với môi trường ấm, chủ yếu là các động vật tay cuộn và các loài san hô cổ, mở ra một thời kỳ mới cho các động thực vật lớn phát triển. Từ cuộc tuyệt chủng này sẽ tạo điều kiện để trái đất xảy ra một vụ nổ sự sống tương tự như vụ nổ kỷ Camry, sự bùng nổ thực vật kỷ Devon, hay còn được gọi là cuộc cách mạng toàn cầu kỷ Silur-Devon. Và đó là câu chuyện về kỷ Silur, một thời kỳ êm dịu và tạo bản lề để một mùa xuân mới đến với trái đất. À còn mấy người được gọi là Silurian trong Doctor Who là do người tìm ra họ không xem video về các kỷ của mấy thời gian, cho nên đã bị nhầm lẫn các thời kỳ. Đáng lẽ nên gọi họ là Zurian hay Retian mới phải. Trước tiên, đặc biệt cảm ơn anh Trịnh Anh Tuấn đã ủng hộ kênh trong nhiều sản phẩm. Cảm ơn các bạn Vi Trương, Yến Yến, Review Nhanh đã trở thành hành khách của chuyến tàu thời gian. Trải hàng tỷ năm, trái đất đã bắt đầu có những sự sống đầu tiên trên cạn. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Silur đã tạo điều kiện cho các loài lớn có thể tiến hóa thành các dạng sống bậc cao hơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Mấy Thời Gian. Tôi là Robert. Tiếp nối chặng đường dàn dở sau kỷ Silur trong đại cổ sinh, tôi sẽ đưa các bạn đến với kỷ Devon, buổi bình minh của các động vật di chuyển bằng tứ chi, hay còn được gọi là động vật bốn chân. Điều kiện tự nhiên. Kỷ Devon là kỷ thứ tư trong đại cổ sinh. Thời kỳ này bắt đầu từ khoảng 419 triệu năm trước và kết thúc cách đây 358,9 triệu năm. Kỷ Devon đánh dấu sự bùng nổ của sự sống trên cạn của cả thực vật lẫn động vật. Những thay đổi lớn về khí hậu và địa lý cũng xảy ra trong thời gian này. Các nhà khoa học tìm thấy rất ít hoặc không có bằng chứng nào về các chẩm băng ở vùng cực từ kỷ Devon. Không có sự khác biệt đáng kể về nhiệt độ ở xích đạo và vùng cực. Sự phân bố rộng rãi của các bệ khoáng chất bày hơi ở bắc bán cầu, độ phong phú của các mỏ than ở một số nơi trên thế giới, các sa mạc rộng khắp và các rạn san hô carbonat. Nhiều mỏ muối kỷ Devon có tốc độ bốc hơi cao là những bằng chứng cho thấy nhiệt độ kỷ Devon cao hơn các kỷ trước. Bằng cách nghiên cứu hóa thạch của các rạn san hô, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng kỷ Devon có tuổi thọ rất dài. Trái đất mất 420 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời thay vì 365 ngày như hiện nay. Thế giới kỷ Devon bao gồm nhiều lục địa và đại dương với nhiều kích cỡ khác nhau. Lục địa lớn nhất là Gondwana, nằm hoàn toàn ở nam bán cầu. Nó gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Úc, Nam Cực và Ấn Độ ngày nay. Lục địa lớn thứ hai là Laurasia, nằm ở phía tây bắc Gondwana và tương ứng với phần lớn Bắc Mỹ và châu Âu ngày nay. Nhiều lục địa, tiểu lục địa và địa khu nhỏ hơn khác nằm ở phía đông Laurasia và phía bắc Gondwana, tương ứng với các khu vực của châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc. Thời kỳ này có hoạt động kiến tạo lớn, nên vì thế mà các lục địa lớn như Laurasia và Gondwana xích lại gần nhau hơn. Mực nước biển toàn cầu cao và phần lớn đất liền nằm dưới vùng biển nông, nơi mà môi trường sống của các sinh vật rạn san hô nhiệt đới. Đại dương thế giới Panthalassa chiếm phần lớn diện tích bắc bán cầu và phần phía đông Gondwana. Các đại dương nhỏ khác là đại dương cổ Tethys và đại dương Greys nằm xen kẽ giữa các lục địa. Với nhiệt độ và môi trường perfect như vậy, rất nhiều các loại cá, cá ở biển và nước ngọt cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Vì thế, kỷ Devon còn được gọi là thời đại của các loài cá. Thời đại của cá. Mực nước biển ở kỷ Devon nhìn chung rất cao. Các quần thể động vật biển tiếp tục bị chi phối bởi các loài cũ như bọt biển Bryozoa, động vật tay cuộn, các loài option nhỏ và đặc biệt đây cũng là thời đại của san hô. Trong số các loài động vật có xương sống, loài cá giáp không hàm Ostracodon suy giảm đa dạng. Trong khi đó, loài cá có hàm Ganthotomes lại gia tăng ở biển và các vùng nước ngọt. Cá da phiến bọc thép xuất hiện nhiều trong giai đoạn đầu của kỷ Devon và bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Devon do sự cạnh tranh thức ăn với các loài cá khác. Các loài cá sụn đầu tiên Toristic và cá xương Otitis cũng trở nên đa dạng và đóng một vai trò lớn trong vùng biển kỷ Devon. Khi cá sụn phổ biến đầu tiên là Carocelas xuất hiện mọi đại dương trong kỷ này. Sự đa dạng lớn của các loài cá vào thời điểm đó đã biến kỷ Devon được đặt cho cái tên là thời đại của cá trong văn hóa đại chúng.
Trong khi đó, ở trên cạn lúc này, cuộc sống đã diễn ra tốt đẹp trong quá trình thuộc địa hóa lục địa. Các khu rừng rêu, thảm vi khuẩn và tảo của kỷ Silua đã được kết hợp sớm với các loại thực vật có rễ nguyên thủy, tạo nên ngôi nhà chung cho các loại động vật chân đốt như ve, bọ cạp, họ Trigonotabus và nhiều loại chân khớp. Cuối kỷ Devon đã chứng kiến sự hiện diện của rừng rậm với các loại thực vật nhỏ ban đầu như thông đất, thạch tùng Lycopodiophyta, cỏ tháp bút Stenophyta, dương sĩ và tiền hạt trần cũng dần tiến hóa. Đa số trong số chúng đã phát triển rễ và lá đúng nghĩa, và một loài thậm chí có thân đạt đến chiều cao ấn tượng. Nhóm tổ tiên của dương sĩ Atriteris với thân giống cây gỗ đã trở nên to lớn giống như một loài cây gỗ thực sự, đánh dấu những dấu hiệu đầu tiên của thực vật thân gỗ trên trái đất. Đến cuối kỷ này, những thực vật có hạt cũng bắt đầu xuất hiện. Sự phát triển đồng loạt của các nhóm thực vật và mô hình sinh trưởng của chúng đã được biết đến với tên gọi bùng nổ thực vật trong kỷ Devon. Tetrabos. Cùng với sự phát triển đồng bộ cả trên cạn lẫn dưới nước, phép màu đã xảy ra trong kỷ Devon. Khi các động vật bốn chân đầu tiên xuất hiện và bắt đầu di chuyển từ dưới nước lên cạn, môi trường nước nông đã trở thành động lực chính giúp thúc đẩy sự tiến hóa của các loài sinh vật. Đặc biệt, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài cá bắt đầu khám phá và thích nghi với môi trường trên bờ. Sự thay đổi về môi trường này, cùng với các yếu tố tiến hóa khác, đã giúp cho việc xuất hiện và phát triển của các loài tetrapod, những loài động vật có bốn chân đầu tiên. Những tetrapod này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử tiến hóa của cuộc sống trên cạn, mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử sinh học của trái đất, khi các sinh vật từ môi trường nước dần chuyển hóa và thích nghi với cuộc sống trên lục địa. Các động vật tiêu biểu cho các loài tetrapod bốn chân này gồm: thứ nhất là Titalic, thường được coi là một hình thái chuyển tiếp giữa cá và lưỡng cư. Tên Titalic có nguồn gốc từ một từ trong ngôn ngữ của người Ainus, nghĩa là cá lớn nước ngọt. Với cả vây và chân, Titalic kết hợp với các đặc điểm của cá và tetrapod đất liền. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là cổ linh hoạt của nó cho phép nó nâng đầu, một khả năng không thường thấy ở các loài cá. Ngoài ra, có các hệ thống xương nâng đỡ vùng ngực cho thấy khả năng di chuyển trên bề mặt đất. Titalic là một cầu nối giữa hai giai đoạn tiến hóa lớn, giai đoạn mà các sinh vật chuyển từ cuộc sống dưới nước sang cuộc sống trên cạn. Thứ hai là Ichthyostega, một trong những hóa thạch lưỡng cư đầu tiên được biết đến, nằm ẩn trong các lớp trầm tích của Greenland từ cuối kỷ Devon khoảng 363 triệu năm trước. Với xương sọ to và rắn chắc kết hợp giữa đặc điểm của cá và lưỡng cư, dù có bốn chân gần như là hoàn chỉnh của một tetrapod trên cạn hiện đại, nhưng chúng vẫn được giữ lại một số đặc điểm của bộ vây của cá. Đuôi của nó, vẻ ngoại hình giống như là vây cá, không chỉ phản ánh nguồn gốc nước của mình mà còn giúp trong việc bơi lội. Xương sống chắc chắn của nó cho thấy sự thích nghi với cuộc sống trên cạn, trong khi việc giữ lại mang giống như cá chỉ ra rằng nó vẫn có khả năng lấy oxy từ cả không khí và nước. Từ những sinh vật bốn chân đầu tiên này và những thay đổi về mực nước biển, trọng tâm của sự sống giờ đây đã bắt đầu chuyển mình từ những dạng sống dưới nước sang những động vật có xương sống di chuyển trên cạn. Khi nói về sự phát triển của nền văn minh nhân loại, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của than đá. Từ việc cung cấp năng lượng cho các lĩnh vực công nghiệp, cho đến việc làm tác nhân không nhỏ trong sự tạo ra những nguồn khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường. Nhưng có bao giờ bạn đã từng hỏi rằng than đá, tài nguyên quý báu này có nguồn gốc từ đâu và chúng được hình thành từ khi nào? Chào mừng các ai đó đã đến với kênh Mấy Thời Gian, tôi là Robert. Tránh xa khỏi làn khói nhà kính, chúng ta hãy cùng với thời đại của than đá để biết than đá hình thành như thế nào. Gà và trứng, vật nào có trước? Chào mừng các bạn đến với kỷ than đá. Kỷ than đá. Kỷ than đá hay còn được gọi là kỷ Carbon, là kỷ thứ 5 trong đại cổ sinh, 358,9 triệu năm và kết thúc cách đây 298,9 triệu năm, tức nó kéo dài khoảng 60 triệu năm, biến than đá trở thành kỷ kéo dài nhất trong đại cổ sinh và dài thứ 2 trong liên đại hiển sinh, đứng sau mỗi kỷ phấn trắng dài 79 triệu năm. Kỷ than đá nổi tiếng với việc được chia thành hai phân kỷ nhỏ hơn hay còn được gọi là hai thế. Nửa đầu của kỷ than đá là thế Mississippi, bắt đầu cách đây khoảng 358 triệu 900 nghìn năm, kéo dài cho đến 323 triệu 200 nghìn năm trước. Còn nửa sau là thế Pennsylvania, kéo dài từ khi kết thúc kỷ Mississippi cho đến 298 triệu 900 nghìn năm trước. Vào nửa đầu kỷ than đá, thế Mississippi, Bắc Mỹ và châu Âu kết hợp tạo thành lục địa Laurasia cùng với Siberia và Trung Quốc, tất cả nằm ở Bắc Bán Cầu,
còn ở Nam Bán Cầu là siêu lục địa Gondwana, bao gồm châu Phi, Nam Cực, Úc và Ấn Độ. Trong thời gian này, biển Tethys tách lục địa Laurasia hoàn toàn ra khỏi Gondwana. Vào cuối kỷ than đá, tức thế Bentsovania, sự di chuyển của các mảng thể lục địa đã đưa Laurasia sát lại gần Gondwana, khiến cho biển Tethys trở thành một biển nội địa khép kín. Tên gọi Carboniferous của kỷ than đá này liên quan đến các tầng đá chứa than đá phân bố trên khắp thế giới. Vậy vì sao kỷ than đá lại có tên là than đá? Thực vật. Thế giới thực vật trong kỷ than đá được thống trị bởi các loài thực vật có mạch trên cạn, từ những cây bùi nhỏ bé đến các cây cao hơn 30 mét. Nhóm quan trọng nhất bao gồm các loài thông đất, cọ tháp bút, các cây Cordes có họ hàng với thông, dương sĩ và có họ hàng của chúng. Nếu một cây hay cỏ nào đó chết ngày nay, khả năng cao là nó sẽ mục nát trước khi hoàn toàn bị chôn vùi. Nhưng vào kỷ than đá và kỷ Permi, các loài thực vật trên đã hình thành than đá sau hàng triệu năm chịu áp lực. Lý do chính là lignin. Lignin là chất carbohydrate mang lại tính linh hoạt và sức mạnh cho cây cỏ. Nó cho phép cây cỏ phát triển lên hàng chục mét mà không bị đổ gãy. Nhưng điều đặc biệt về lignin vào thời điểm đó, không có hữu cơ sinh học nào có thể ăn nó. Mặc dù lignin tất nhiên có thể cháy, nhưng nó sẽ không thể phân hủy bởi nấm mốc, vi khuẩn hoặc côn trùng. Nói cách khác, vào thời gian này, khi một cây chết và gãy, nó sẽ không mục nát. Các cây khi chết đi, thân của chúng vẫn được bảo toàn gần như là nguyên vẹn, là vì lúc này đất chủ yếu là bị ngập trong nước. Chính vì thế, nếu các cây chết đi và ngã xuống thì sẽ được bùn lầy che phủ. Qua hàng triệu năm, lớp bùn ấy ngày càng dày, tạo ra một áp lực rất lớn với các thực vật bị đè bên dưới. Áp lực và nhiệt độ tăng dần, từ sự chôn lấp dần dần chuyển đổi thành cellulose và lignin thành hydrocarbon, carbon và methane. Quá trình này được gọi là carbon hóa hay sự than đá hóa. Vì thế mà khoảng 90% than đá ngày nay có nguồn gốc từ kỷ carbon. Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao kỷ này có tên là kỷ than đá chưa nào? Lưỡng cư. Kỷ than đá là thời điểm phát triển đỉnh điểm của lớp động vật lưỡng cư. Các siêu lớp động vật bốn chân tetrapod từ khi lên bờ đã tiến hóa và phân chia thành nhiều nhánh khác nhau. Đầu tiên là các loài tetrapod giống cá hay còn được gọi là thủy tổ tetrapod. Chúng là những động vật bốn chân đầu tiên như Ichthyostega, dù đã lên đất liền nhưng vẫn giữ lại nhiều đặc điểm giống cá như vây và mang. Thứ hai là lưỡng cư, Amphibia. Động vật lưỡng cư phải trải qua quá trình biến thái từ ấu trùng sống dưới nước tới dàn trưởng thành, có phổi để hít thở. Mặc dù vài loài đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau để bảo vệ hoặc bỏ qua giai đoạn ấu trùng trong nước dễ gặp nguy hiểm, da được dùng như cơ quan hô hấp phụ, một số loài kỳ dông và ít thiếu phổi phụ thuộc hoàn toàn vào da. Các đại diện nổi bật của lưỡng cư thời này là những loài thuộc phân lớp răng cung Labyrinthodontia, như các thành viên thuộc bộ Ambulomeri và các thành viên của họ Eriopoidi. Những loài này có hộp sọ lớn, thân nhỏ và khoảng cách giữa hai chân rộng. Chúng có nguồn gốc từ các loài cá Rhopsotherigian đã xuất hiện từ kỷ Devon. Trong môi trường nước ngọt, vì đã duy trì sự gần gũi với nước cho nên chúng ưa thích với các rừng ngập mặn rộng lớn vào thời điểm đó. Hiện tại, không có loài nào thuộc các họ này còn tồn tại. Cuối cùng, nhánh Reptilimopha. Tức là các nhánh lưỡng cư có hình dạng bò sát đã dần dần tách khỏi việc sinh sống với môi trường gần nước và tiến sâu vào nội địa. Vì vậy, chúng cũng phải thích nghi với điều kiện không có nước và khô cằn trên mặt đất. Da bắt đầu dày hơn, hệ thống hô hấp cũng thay đổi theo, vì hô hấp 100% phụ thuộc vào phổi. Đặc biệt, kỷ than đá chứng kiến sự xuất hiện của động vật sinh sản bằng trứng có màng ối đầu tiên, được gọi là Amniote. Amniote hay động vật có màng ối là một nhóm động vật có xương sống, bốn chân. Chúng được chia thành hai nhánh. Một là Sauropsid, bao gồm tất cả các loài bò sát và chim. Hai là Synapsid, bao gồm động vật có vú và các tổ tiên của động vật có vú như là Pelycosaur và Therapsid. Chúng được phân biệt với nhóm động vật có xương sống bốn chân khác còn tồn tại là nhóm Lipsamphibia, tức là toàn bộ động vật lưỡng cư ngày nay, bằng việc phát triển ba màng ngoài phôi thai như màng ối để bảo vệ phôi thai, màng đệm để trao đổi khí và Allantois để xử lý hoặc lưu trữ chất thải từ cơ quan trao đổi chất. Ở động vật có vú, cái này được gọi là dây rốn. Đến đây có thể thấy hơn 300 triệu năm trước, những quả trứng đúng nghĩa đầu tiên được sinh ra, con gà thì mãi vẫn chưa thấy đâu. Da của Amniote thường dày và chứa nhiều keratin, làm cho nó không thấm nước. Điều này giúp duy trì độ ẩm trong cơ thể và ngăn ngừa mất nước khi ở trong môi trường khô hanh. Amniote có một hệ thống hô hấp phát triển, phổi có diện tích lớn hơn cho phép chúng lấy được lượng lớn oxy từ không khí, tối ưu việc trao đổi chất. Điều này rất quan trọng khi da giờ đây có nhiệm vụ bảo vệ thay vì hô hấp khi còn sống dưới nước.
chúng thường có cấu trúc xương hàm và họng phức tạp, cho phép chúng bắt và nuốt thức ăn lớn, cho phép chúng tiêu hóa thức ăn trên cạn, những thức ăn cứng như côn trùng và thực vật. Sự sống của kỷ than đá này chủ yếu được phân bố ở khu vực xích đạo và cận xích đạo, bởi vì lục địa Gondwana vẫn còn nằm ở vị trí của Nam Cực ngày nay, nên đã hình thành các mảng băng lớn giúp cho nhiệt độ của hành tinh lúc này tương đối mát. Nhiệt độ trung bình của thời kỳ này là 20 độ C vào đầu kỷ, nhưng đến giữa kỷ đã giảm còn 12 độ C. Có thể thấy đây là nhiệt độ rất đẹp để các động vật sinh sống và phát triển. Nhiều loài amniot thay đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi trường, trong khi số ít các loài thuộc nhánh synapsid lại phát triển khả năng hằng nhiệt. Chúng sản xuất và duy trì nhiệt độ cơ thể riêng bằng cách tiêu thụ thức ăn và hoạt động cơ thể. Điều này cho phép chúng duy trì một nhiệt độ ổn định, độc lập với môi trường. Cũng chính từ sự phân nhánh của các động vật amniot, chúng phát triển thành synapsid và sauropsid. Rồi từ hai nhánh này, con cháu của chúng sẽ thay phiên nhau thống trị địa cầu suốt gần 300 triệu năm tiếp theo. Và đó là câu chuyện về sự hình thành của 90% than đá ngày nay, cũng như câu chuyện về những quả trứng đầu tiên. Nằm cách thủ đô Moscow 1.400 km về phía đông, tọa lạc tại dưới chân dãy Ural hùng vĩ, ngăn đôi lục địa Á-Âu, soi mình bên bờ sông Kama thơ mộng, đó chính là vùng đất Pami nổi tiếng của xứ sở Bạch Dương. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ không cùng dạo bước quanh những thánh đường xưa cũ, thưởng thức những vở ba lê trứ danh hay chinh phục những núi trắng thiêng liêng, mà thay vào đó là khoai sâu xuống hàng ngàn mét địa đất đá, chiêm ngưỡng vết tích của một kỷ nguyên xa xôi và già cỗi, được mang tên bởi mảnh đất nơi các nhà địa chất học đã biết về nó lần đầu tiên. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mấy Thời Gian, tôi là Robert. Xin hãy thắt chặt dây an toàn, vì sau đây chúng tôi sắp đưa các bạn vào chuyến hành trình dài gần 300 triệu năm về với kỷ Pami, nơi diễn ra cuộc đại diệt vong khủng khiếp nhất lịch sử tiến hóa. Điều kiện tự nhiên. Kỷ Pami hay kỷ Nhị Điệp kéo dài khoảng 47 triệu năm, ước tính kéo dài từ kỷ than đá kết thúc vào 299 triệu năm trước cho đến khi kỷ Tam Điệp bắt đầu vào 252 triệu năm trước. Ở thời kỳ này, hoạt động địa chất của các mảng kiến tạo đã đưa hầu hết các phần đất liền của trái đất, ngoại trừ phần mà ngày nay chúng ta gọi là Đông Á, hợp nhất thành một siêu lục địa khổng lồ được gọi là Pangaea hoặc toàn lục địa. Khái niệm này được nhà địa chất học người Đức Alfred Wegener, cha đẻ của thuyết trôi dạt lục địa, tạo nên từ hai từ gốc Hy Lạp là Pan nghĩa là tất cả, và Gaea nghĩa là đất mẹ. Bao quanh lục địa này là một đại dương duy nhất mang tên Panthalassa hay toàn đại dương. Sự mở rộng của đất liền, chiều dài đường bờ biển bị thu hẹp do sự hợp nhất của các lục địa, kết hợp với việc kỷ băng hà dần kết thúc, đã mang lại kiểu khí hậu lục địa đặc trưng của thời kỳ này. Những vùng sâu trong nội địa thì khô hạn và dần bị sa mạc hóa, hiện tượng này rõ rệt nhất dọc theo xích đạo. Trong khi đó, các vùng ven biển thì chịu ảnh hưởng của gió mùa và hưởng lượng mưa lớn. Các khu vực nhiệt đới gió mùa được mở rộng chưa từng thấy với các loài dương sĩ là thực vật chủ đạo. Các loài sinh vật. Với những người không ưa các loài bò, kỷ Pami chính xác là nơi tồi tệ nhất để sinh sống, bởi vì thời kỳ này, côn trùng nói chung đã đạt đến sự phát triển cao nhất trong hành trình tiến hóa, trong đó tiêu biểu nhất là hai đại biểu được nhắc đến sau đây. Đầu tiên là loài gián. Chính xác đấy, bạn không nghe nhầm đâu, xuất hiện ở nơi này ngày nay là Bắc Mỹ. Ngay từ khi xuất hiện, chúng đã chứng minh mình là kẻ xứng đáng với danh hiệu sống dai thành huyền thoại của giới sinh vật. Thị giác và khứu giác ưu việt, sáu chân di chuyển nhanh lẹ, hai cặp cánh gập lại có thể bay được, lớp vỏ chitin bền chắc và kết cấu thần kinh đơn giản, tất cả lại tạo nên một thiết kế sinh tồn bền bỉ qua hàng trăm triệu năm mà đến tận ngày nay vẫn còn được sử dụng. Ở thời kỳ huy hoàng nhất, 90% côn trùng kỷ Pami mang trong mình bộ gen di truyền của loài gián. Kế đến là loài Mega Anisoptera thuộc chi Odonatoptera, hay ngắn gọn hơn là chuồn chuồn khổng lồ. Theo hiểu biết thông thường, chuồn chuồn là loài sinh vật nhỏ hơn ngón trỏ, với bốn cánh mỏng tang và chiếc đuôi dài giống như chiếc kim khâu. Tuy nhiên, ở kỷ Pami, với sải cánh hơn 70cm và bộ hàm như máy nghiền, tổ tiên của chúng là kẻ săn mồi thực thụ, mang lại cơn ác mộng cho những loài sinh vật khác trên mặt đất, đủ sức chạy đua vũ trang với bất kỳ loài ăn thịt có xương sống nào trên mặt đất. Nếu chúng còn tồn tại đến ngày nay, việc đi dạo ngoài trời thôi cũng sẽ ngang với thử thách sinh tồn, vì biết đâu bất thình lình, một con bọ to như chó bẹt xe có thể từ đâu đó lao xuống xin nhẹ của bạn miếng thịt rồi lượn đâu mất. Nếu vui, nó sẽ rủ thêm các bạn bè ăn chung cho vui nữa.
nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Tạm rời xa những người bạn rất nhiều chân, chúng ta đến với tổ tiên chỉ có 4 chân với chiếc cột sống, gọi chung là Tetrapoda. Do sự biến đổi về môi trường sinh sống, ngoài hậu duệ của những loài lưỡng cư Amphibia trước kia, kỷ Permian đã ghi nhận sự xuất hiện của các 4 chân sinh sống hoàn toàn trên mặt đất như bò sát Sauropsida và thú Synapsid. Trong đó, Sauropsida là tổ tiên của loài khủng long, còn Synapsid là khởi nguyên của các loài có vú, gồm cả con người sau đây. Chỉ tính riêng trong các loài Tetrapoda, kỷ Permian cho thấy ưu thế tuyệt đối của Synapsid so với phần còn lại, nhất là so với việc sở hữu cái tên Titanophanus trong da phả, kích thước lớn ngang trâu đực hiện đại, hộp sọ dài đến 80cm, cùng bộ nhai giác khỏe, chuyên săn lùng các loài bò sát cỡ lớn. Ngay cả chiếc vỏ giáp dày của loài rùa cổ đại cũng không thể ngăn cản việc thỏa mãn cơn đói con mảnh thú với biệt danh sát nhân khổng lồ này, hoàn toàn xứng đáng với vị trí chiếm trệ ở đỉnh chuỗi thức ăn. So với các loài lưỡng cư hoặc sống hoàn toàn trên cạn, các loài sống dưới nước ở kỷ Permian không quá nổi trội. Nguyên nhân được phỏng đoán là do sự suy giảm đa dạng sinh học ven bờ vì mực nước biển thấp. Dẫu vậy, thời kỳ này cũng có một số loài đặc trưng, điển hình nhất là loài cá mập răng cưa Helicobrion với hàm răng có hình dạng lưỡi cưa tròn. Đại diệt chủng. Theo các nhà nghiên cứu, tuyệt chủng không phải là sự kiện hiếm lạ trong lịch sử tiến hóa hàng tỷ năm của sự sống trên trái đất. Tính riêng trong kỷ Permian đã có 3-4 vụ tuyệt chủng thuộc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có sự kiện đánh dấu kết thúc kỷ Permian, cuộc tuyệt chủng kỷ Permian tam điệp diễn ra vào 252 triệu năm trước mới có xứng danh là đại diệt chủng. The Great Dying được hầu hết các nhà cổ sinh vật học đánh giá là sự kiện tuyệt chủng tàn khốc nhất từng diễn ra. 95% tổng số các loài sinh vật hoàn toàn biến mất. Có nhiều giả thiết khác nhau về nguyên nhân của tấn bi kịch vô tiền khoáng hậu này. Được chấp nhận nhiều nhất đó là do vụ phun trào kéo dài liên tục hàng ngàn năm ở vùng núi lửa Siberia thuộc Liên bang Nga ngày nay. Vụ phun trào đã giải phóng những cơn lũ dung nham, kèm theo đó là lượng khí CO2 khổng lồ, ước tính nồng độ gấp 12 lần so với thời kỳ cách mạng công nghiệp, làm tăng nhiệt độ trái đất trung bình lên thêm 5 độ C. Quan điểm bổ sung ý kiến này là việc nhiệt độ chỉ tăng thêm 5 độ C chưa đủ để gây nên sự diệt chủng của 95% sinh vật, cần thêm một khoảng thời gian đủ dài để nhiệt độ ở lục địa ảnh hưởng đến đại dương, làm tan chảy các bể khí metan trong lòng biển. Khi khí metan được giải phóng từ biển vào bầu khí quyển, gây nên hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, khiến nhiệt độ trái đất tăng thêm vài độ C nữa, và đây mới chính là cú chốt hạ. Một giả thuyết khác cũng tương đối thuyết phục, đó là sự giải phóng khí hydro sulfur H2S do hoạt động của các vi khuẩn ở những vùng nước thiếu oxy. Khi nồng độ khí này trong khí quyển đủ lớn, nó sẽ chọc và làm tiêu biến tầng ozone. Theo đó, tia cực tím từ mặt trời sẽ quét sạch mọi sự vật sống trên bề mặt trái đất. Tuy nhiên, bất kể là do nguyên nhân gì, hậu quả của cuộc đại diệt chủng này là vô cùng khủng khiếp. 96% sinh vật biển và 70% động vật có xương sống chỉ còn tồn tại ở dạng hóa thạch. Thê thảm nhất chính là côn trùng, với 57% họ và 83% chi vĩnh viễn bốc hơi. Chu trình sự sống được hình thành trong hàng tỷ năm bị gãy nát chỉ sau tối đa vài trăm nghìn năm. Mọi thứ đập đi xây lại từ đầu, phải mất đến 10 triệu năm sự sống mới được khôi phục. Nếu lịch sử hình thành trái đất tính đến thời điểm đó là khoảng 3,8 tỷ năm chuyển hóa thành một đời người, thì chỉ mất tầm 15 phút để một người khỏe mạnh chuyển sang cơn hấp hối. Nghiên cứu sự tuyệt chủng cuối kỷ Permian cung cấp cho nhân loại những hiểu biết sâu sắc về nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt mà trái đất đã phải trải qua do biến đổi khí hậu và môi trường sống bị phá hủy. Có lẽ các nhà sinh vật học không quá lo xa khi cho rằng sự bắt đầu của kỷ nhân sinh, kỷ nguyên được xác định bởi hoạt động của con người, ảnh hưởng sâu sắc đến sự biến đổi của khí hậu và môi trường cũng trùng với thời kỳ bắt đầu một sự tuyệt chủng mới. Khi mà nhân loại đang khoét sạch những tài nguyên mà trái đất cần hàng tỷ năm tích lũy và tạo ra, nhiệt độ tăng thêm trong hàng trăm triệu năm chỉ với vài năm kể từ cách mạng công nghiệp. Phải mất một thời gian dài để phục hồi sau nguy cơ tuyệt chủng. Khi chúng ta mất dần đi sự đa dạng, nó sẽ không thể phục hồi trong vài chục năm mà sẽ mất hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm. Những nghiên cứu như thế này cho thấy xã hội của chúng ta nên tập trung vào điều gì? Chúng ta vừa tìm hiểu giai đoạn tiền Cambrian và nói sơ về quá trình hình thành phát triển của trái đất với sự xuất hiện của các sự sống đầu tiên trước cả khủng long. Nếu bạn có những chia sẻ gì về thời đại này, đừng ngần ngại để lại dưới phần comment. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Xin chào!